luôn. Xin chào cô bác chị bạn, trước tiên thì Sơn đây cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay Sơn làm cái món ăn sườn ăn cơm. Mình lấy sườn muối sả ớt. Sườn rửa sạch hết rồi, rửa muối sạch hết rồi. Thì có là trong này là sả ớt mình giã nhuyễn ra, mình vắt lấy nước. Chút xíu rượu trắng vô ăn, nước tương, hạt nêm bột ngọt, rất đơn giản luôn. Ăn cho nó đỡ ngán. Cái sả với ớt này mình giả lấy dắt lấy nước là mình ốp, thứ nhất là nó mau thấm, thứ hai là nó không có khét. Mình để cái sả nguyên bom bom mình đập nhuyễn là nó sẽ khét. Nước tương, chút xíu rượu trắng, hạt nêm, bột ngọt, còn dầu ăn thì chút xíu mình phết lên sau, mình trộn cho nó đều. Rồi mình để tầm khoảng 2 tiếng sau nữa mình mới nướng. Hôm nay mình có thời gian mình để lâu chút xíu cho nó thấm, nó ngon. Cái thịt mình ốp nãy giờ hơn 2 tiếng. Thơm, đứng ngay vô khối mà thơm, bắt ngát. Khó thế này lên cho nó rút từ từ vô miếng thịt nó ngon. Cái thịt chín thì mình cho miếng dầu ăn cho nên mình phết tiếp. Thế cái này thịt nó bóng. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây, hôm nay hai anh em ăn cơm sườn muối sả ớt hơn bữa ha. À. Đó. Rất là ngon, rất hấp dẫn luôn, có hai tô súp luôn. Rồi đây căng thử ha. Ôi cái này súp này anh đổ nó căng luôn nên sân. Cho nó gọn hả? Dạ. Rồi tùy em, đổ vô luôn ha. Dạ. Đổ luôn, mình có súp mình ăn luôn. Có cầm rồi ha, húp lẹ ha, đua thời gian đúng không ạ? Đúng. Rồi, vậy cho gọn gọn nhất ha. Rồi, 2 ký 2, là xì chúc.
hai ký hai chữ dĩa là tức còn 2 ký. Bạn này cũng vậy luôn, 2 ký 2, nhưng mà yếu tí xíu á. Sao rồi, hai anh em thế này, trang này ở trang này thôi. Xong ha, xong là bắt đầu là xì khói ha. Rồi như thế này, hai anh em 20 phút sau lụm ha. Thì lụm thì có cái này, không lụm thì thôi. Hết trước thì có 1 triệu, hết sau trong vòng 20 phút có 2 xì ha. Rồi hai anh em cũng hiểu hết không? Sơ cũng xin đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng cơm với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Để xương luôn. Như mình thấy bộ có súp và cái hai đêm ăn cũng khỏe hơn cũng khô.
Thank you.
nào mình quay clip xuống bên kia chó mèo la dính. Có 10 phút để hoàn thành. Tùng hôm nay mình thấy Tùng có cố gắng hơn mọi bữa rất nhiều mà vẫn không kịp hoàn thành. Cố lên Tùng, gắng rút kinh nghiệm em, chứ để thua hoài cũng kỳ lắm. Mình thấy rõ ràng hôm nay Tùng có cố gắng ăn thì coi như là ăn cơm cũng rất là nhanh, nhưng mà dính cái thịt nhai chậm quá. Thành cho mình cái cảm nhận sườn nướng sả ớt này ăn cơm thì cảm nhận nó sao bạn? Ngon. Cái sườn muối có sả này thơm ngon. Thơm à? Vừa ăn. Hôm nay là sao Tùng? Cái em có cảm nhận gì mà cách em ăn không Tùng? Em ăn cơm thì em ăn lẹ. Ừ. Cái thịt nạc á. Ừ. Cái nhà hay lâu. Ok, Thành là lấy triệu, tôi cũng lấy 200 đổ xăng đi đúng không? Dạ. Của em mà Tùng ơi. Dạ, cảm ơn. À, mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và năng lượng. Bye bye.